Xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là ZG. Cách đây không lâu mình có làm một video về vụ án Hồ Duy Hải. Một vụ án có lẽ là phức tạp nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian mình tìm hiểu về vụ án Hồ Duy Hải, mình còn khám phá ra một vụ án khác cũng phức tạp không kém. Phức tạp đến mức mà hung thủ trong vụ án này đã hai lần bị tuyên án tử hình, sau đó lại được trả tự do để rồi cuối cùng lại bị tuyên án một lần nữa. Chào mừng các bạn đến với series Những vụ án kinh hoàng nhất Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt tay và tìm hiểu về kỳ án vườn mít Lê Bà Mai. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều ngày 12 tháng 11 năm 2004. Lúc này ông Điều Cần, bố của bé Thị Út, 11 tuổi, đã lâu không thấy con gái về. Ông bèn hỏi quanh khu vực thì được Thị Hằng, sinh năm 1995, bạn của Út cho biết. Sáng hôm đó, khi Hằng và Út đang đi đào sắn tại khu vực ấp 1, xã An Khương, huyện Bình Long, nay là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, thì thấy Lê Bá Mai, sinh năm 1982, đến và chở Út đi. Ngay sau khi nghe thấy tin đó, ông đã cùng với người thân tìm đến chòi dẫy nơi Mai làm việc để hỏi, cùng với đó là đi tìm con gái. 4 ngày sau, vào ngày 16 tháng 11 năm 2004, một điều kinh hoàng đã được phát hiện khi mà người thân của bé Út tìm thấy xác của bé nằm dưới gốc cây mít ở vườn mít gần đó. Lúc này, thi thể đang thối rữa và bốc mùi nồng nặc. Ngay sau đó, công an tỉnh Bình Phước đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và truy vết hung thủ. Trong cùng ngày, công an tỉnh cũng đã bắt tạm giam Lê Bá Mai để phục vụ điều tra. 4 tháng sau, vào ngày 16 tháng 3 năm 2005, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước quyết định mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử vụ án. Theo như kết luận của cơ quan điều tra, Lê Bá Mai chính là hung thủ trong vụ án này và vụ việc đã xảy ra như sau. Lê Bá Mai, sinh năm 1982, làm thuê cho trang trại của ông Dương Bá Tuân, xã An Khương, huyện Hớn Quản. Sáng ngày 11 tháng 12 năm 2004, trong lúc đang giải phân cho cây trồng, Mai phát hiện ra bé Út, 11 tuổi, và Hằng, 13 tuổi, đi đào sắn, liền nảy sinh ý định tà ý. Mai lấy xe chở Út đến khu vườn mít gần đó để giở trò đồi bại. Bị nạn nhân chống cự, Mai đã lấy quần của chính bé gái để siết cổ bé đến chết, rồi vùi xác ở gần cây mít. Sau khi gây án, Mai về chòi trong dãy, đi tắm và ăn cơm như bình thường. Biết Út lên xe đi cùng Mai, Hằng đã đuổi theo nhưng không kịp và quay về báo cho người thân. Điều bất ngờ nhất là Mai đã nhận toàn bộ tội lỗi của mình trong phiên tòa ngày hôm đó. Lúc này đã có kết luận của cơ quan điều tra, cùng với đó bị cáo lại cũng nhận tội thì không có lý do gì mà Tòa án sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước không tuyên án cả. Và đúng như vậy, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên tổng hình phạt là tử hình cho Lê Bá Mai với hai tội. Đầu tiên là giết người và thứ hai là hiếp dâm trẻ em. Tưởng rằng vụ án đã kết thúc từ đó vì cơ quan điều tra đã có kết luận, cùng với đó bị cáo cũng đã nhận tội. Nhưng không, bây giờ mọi thứ rối ren mới bắt đầu. Một thời gian ngắn sau khi bị tòa tuyên án, Mai làm đơn kêu oan với lý do nhân chứng Thị Hằng khai không đúng sự thật và bị cáo bị công an huyện Bình Long đánh, ép cung nên mới phải nhận tội. Với lời kêu oan của bị cáo khăng khăng không nhận tội thì cũng vào năm 2005, Tòa án Nhân dân tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm và lúc này tuyên y án tử hình với Lê Bá Mai. Lúc này cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều đã tuyên án tử hình với Lê Bá Mai rồi. Nhưng một sự kiện đặc biệt xảy ra, vào cuối năm 2006, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao lại ra kháng nghị giám đốc thẩm phân tích hàng loạt sai sót của cơ quan tố tụng trong vụ án này. Xét lại thì vụ án này cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như, đầu tiên là tại cơ quan điều tra, nhân chứng Thị Hằng khai là khoảng 9 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2004 có thấy người thanh niên mặc áo xanh, đội nón lá, đi xe máy màu xanh chở Thị Út đi. Trên xe còn có chở theo bình xịt thuốc dầy dẹp màu xanh loại 14 đến 16 lít ở ghi đông treo thùng nước đá màu đỏ. Tuy nhiên, trong một lời khai sau đó thì Hằng lại khai rõ người thanh niên kia chính là Lê Bá Mai chứ không phải là thanh niên mặc áo xanh như trước. Tiếp theo, khi công an đến nơi Mai ở để khám xét và thu giữ đồ vật, tài sản, lục soát khắp nơi, lại không thấy có bình đá đỏ và bình xịt màu xanh như lời khai của Thị Hằng. Vì vậy nên, công an chỉ có thu giữ nón, quần áo của Mai mà thôi.
Tuy nhiên, sau đó khoảng 30 ngày thì điều tra viên Nguyễn Hữu Huấn đã tự ý thêm vào hàng cuối của biên bản một thùng đựng đá màu đỏ. Việc gian dối này đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phát giác và nói rất rõ trong kháng nghị giám đốc thẩm. Chưa hết, trong bút lục 26, lập vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 11 năm 2004, vẽ sơ đồ hiện trường, chứng cứ cực kỳ quan trọng trong vụ án. Nhưng sơ đồ này lại có điểm sai thực tế vì đã vẽ hướng đi của hung thủ đã hiếp dâm giết chết cháu út, trong khi tất cả lời khai của nhân chứng cho đến sáng ngày 17 tháng 11 năm 2004, không ai biết hướng đi của hung thủ cả. Mà rõ ràng là trong ngày bị tạm giữ đầu tiên, ngày 16 tháng 11 năm 2004, Lê Bá Mai khai mình không biết, không giết cháu út. Vậy Mai không biết, nhân chứng cũng chẳng biết. Thì làm thế nào mà điều tra viên Nguyễn Hữu Huấn lại có thể biết được hướng xe của thủ phạm đi để rồi nói cho kỹ thuật viên vẽ lại sơ đồ hiện trường? Với một loạt những sai phạm như vậy, thì vào năm 2007, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ra quyết định giám đốc thẩm hủy cả hai bản án phúc thẩm và sơ thẩm để điều tra lại từ đầu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 4 năm sau, phiên sơ thẩm được mở lại tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước lúc này vẫn giữ quan điểm buộc tội như những lần trước. Viện đề nghị hội đồng xét xử tuyên án Lê Bá Mai mức án cao nhất là tử hình về tội giết người, 16 đến 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, tổng hình phạt là tử hình. Ngoài ra, Mai cũng đề nghị phải bồi thường gần 40 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Mặc dù Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước nghĩ rằng Mai xứng đáng tử hình, nhưng có vẻ như hội đồng xét xử không hề nghĩ như vậy. Bởi vì sau 3 ngày nghị án, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Phước cho rằng không đủ chứng cứ để buộc tội Lê Bá Mai nên đã tuyên án bị cáo vô tội và được thả ngay trong ngày. Mai như vỡ òa trong hạnh phúc. Trao đổi với báo Công an Nhân dân, Mai nói: "Khi được tuyên trắng án, em thấy thực sự đây là nỗi vui mừng lớn nhất trong cuộc đời của em. Em xin cảm ơn hội đồng xét xử, các cơ quan báo chí, hai vị luật sư và nhiều người khác đã theo dõi vụ án, giúp đỡ và bào chữa cho em trong vòng gần 7 năm qua để cứu cuộc đời của em. Đây như là lần thứ hai em được sinh ra trong cuộc đời." Mai còn cho biết thêm, hôm em được tuyên trắng án, sau đó về trang trại của ông Tuân, nơi em làm ở đây. Buổi tối đó, dù cùng với những người thân yêu nhất của mình, nhưng Mai lại thấy rất khó ngủ, nằm mãi không ngủ được vì vui sướng, vui mừng. Sáng hôm sau, em còn được ông Tuân trở lên thành phố để cảm ơn một số cá nhân, đơn vị, ngồi trên xe quan sát và lúc xuống xe vào những nơi mà em chưa từng đến. Em bảo ra ngoài cuộc sống bây giờ khác nhiều quá. Đến đây, nhiều bạn đang xem có lẽ cũng đang thở phào nhẹ nhõm, bởi vì có nằm trong mơ chúng ta cũng không thể tưởng tượng được một cái kết trắng án dành cho người đã hai lần bị tuyên án tử. Nhưng không, cái kết của câu chuyện này lại là mở đầu cho một câu chuyện khác. Không lâu sau khi có tuyên án vô tội từ tòa án, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước đã kháng nghị yêu cầu tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử lại theo hướng buộc tội bị cáo vì có đủ cơ sở. Chiều ngày 16 tháng 5 năm 2012, tròn một năm kể từ khi được trả tự do sau hai lần bị tuyên án tử, Mai lại bị công an bắt tạm giam với lý do để đảm bảo cho việc xét xử phúc thẩm và thi hành án. Một tháng sau, Tòa án Nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh đã hủy bản án sơ thẩm và điều tra lại vì cho rằng đã bỏ lọt tội phạm. Tháng 1 năm 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm lần 3, tuyên án bị cáo phạt tù chung thân. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước kháng nghị tiếp yêu cầu Tòa án Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử bị cáo tử hình. Mai lại tiếp tục kêu oan. Sau đó, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm lần 3 ngày 30 tháng 8 năm 2013, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã y án chung thân với Lê Bá Mai. Và chung thân là cái kết cho vụ án kéo dài gần 10 năm. Vụ án lúc này đã khép lại, tuy nhiên còn một tình tiết khác xảy ra vào năm 2014. Vào năm 2014, bà Nguyễn Thị Hảo, sinh năm 1958, ngụ tại xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, đã nộp đơn lên yêu cầu được làm chứng cho Lê Bá Mai trong vụ án này. Bà Hảo khẳng định rằng, trước khi phát hiện ra thi thể của thi út vài ngày, người dân địa phương có nhìn thấy điều nguôi 2-3 lần đi vào nơi có xác thi út. Đến khi phát hiện được xác, tôi có hỏi nguôi, vì sao mày giết con út mà đổ tội cho thằng Mai? Thằng nguôi hỏi lại, tại sao mợ biết? Sau đó nguôi nói với tôi, muốn biết rõ thì hỏi công an Sinh, tức là ông Trần Văn Sinh, công an Ủy ban Nhân dân xã An Khương. Một lần tôi gặp nguôi đe,
Mày mà không khai báo với công an thì tao báo công an bắt mày. Nguy nói, có lệ mợ, mợ đừng báo công an biết. Chuyện này mà lộ ra, công an sinh sẽ giết cả nhà con. Tất cả những lần trao đổi với Nguy, bà Hảo đều ghi âm đầy đủ. Sau đó, bà Hảo gặp rồi nói với ông Sinh, mày biết tao biết hết chuyện của mày rồi phải không? Mày đừng có hòng tao bao che cho mày, tao ghi âm hết rồi. Kể từ đó, Sinh thường xuyên theo dõi, lảng vảng gần nhà tôi ngày đêm, cho đến khi máy ghi âm và hai cuộn băng ghi âm tôi giấu gầm giường đều bị mất cắp. Tuy nhiên, những tình tiết mà bà Hảo đưa ra không được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chấp nhận và bà Hảo không được đứng ra làm chứng cho Lê Bá Mai. Đến thời điểm hiện tại là năm 2022 thì kỳ án vườn mít Lê Bá Mai đã tạm thời khép lại cho đến khi có những tình tiết mới được nêu ra bởi cơ quan điều tra. Và như vậy các bạn vừa theo dõi xong kỳ án vườn mít Lê Bá Mai. Hy vọng là các bạn thích video này. Và nếu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký cho kênh của mình. Nhấn nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình có video mới nhất. Nếu có bất cứ bình luận gì các bạn có thể comment ở cái phần comment phía dưới mô tả. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình là Dữ Cờ. Bye bye.